Bạn chưa biết cách lắp đặt và sử dụng Smart Moto, hãy làm theo các bước đơn giản dưới đây. Đầu tiên, hãy tới cửa hàng sửa chữa xe gần bạn nhất để được hỗ trợ lắp đặt. Trước khi lắp đặt, cần phải lưu ý: lắp đặt ở vị trí kín đáo để tránh sự phá hoại của kẻ xấu, tránh các khu vực có nhiệt độ và độ ẩm cao. Cần cố định thiết bị vào xe bằng lạt thít trong hộp thiết bị. Đặt thiết bị sao cho mặt có logo của Viettel hướng lên trên và không bị bao bọc, che chắn bởi các vật liệu kim loại. Các vị trí lắp đặt tốt nhất: hộp đèn, mặt nạ, hộp ắc quy. Các vị trí có thể tạm chấp nhận: cốp trước, đèn sau, hộp đựng đồ. Các vị trí lắp dễ hư hỏng, bắt sóng kém, chắn bùn, lốc máy. Bước 2, phân biệt các loại dây của thiết bị. 1. Dây nguồn màu đỏ. 2. Dây nối đất màu đen. 3. Dây tín hiệu ổ khóa màu cam. 4. Dây điều khiển rơ le màu trắng. 5. Dây điều khiển xi nhan màu tím. 6. Dây còi màu xanh lá màu đỏ. 7. Dây rơ le màu xanh lá nối với dây sau ổ khóa. Dây rơ le màu vàng cấp nguồn cho rơ le. Dây rơ le màu trắng điều khiển rơ le. Bước 3. Tiến hành lắp đặt theo sơ đồ sau. Nối dây trắng ở bộ dây nguồn thiết bị vào dây trắng của rơ le. Dây xanh rơ le chập cùng dây cam ở bộ dây nguồn thiết bị. Nối vào phần gần ổ khóa hơn của dây sau của ổ khóa trên xe. Thường là dây đen sọc trắng và là dây chỉ có điện khi mở khóa xe. Dây xanh rơ le còn lại nối vào phần xa ổ khóa hơn của dây sau ổ khóa. Dây đỏ ở bộ dây nguồn thiết bị và dây vàng rơ le nối cực dương ắc quy. Dây đen ở bộ dây nguồn thiết bị lắp vào cực âm ắc quy. Dây tím trích nối vào dây của một bên đèn xi nhan. Bước 4. Lắp sim vào thiết bị. Sau đó kết nối thiết bị, rơ le và còi với các rắc nối có sẵn trên các nguồn và dây rơ le. Bước 5. Kiểm tra hoạt động của thiết bị. Đèn hiển thị trạng thái nguồn, màu đỏ, đèn sáng, có nguồn, không sáng, không có nguồn. Đèn hiển thị trạng thái tín hiệu di động, màu xanh, đèn sáng liên tục, tín hiệu di động mạnh, ổn định, không sáng, không có tín hiệu di động. Đèn nháy, tín hiệu di động yếu, còn 25% đến 50%. Đối với hiển thị trạng thái GPS, màu vàng, đèn sáng, tín hiệu định vị tốt. Đèn nháy, thiết bị đang định vị. Không sáng, không định vị được. Bước 6. Nhắn tin từ số chủ xe tới số thiết bị theo cú pháp Start, phẩy, mật khẩu hiện tại, phẩy, mật khẩu mới, phẩy, số thiết bị. Trong đó, mật khẩu mặc định là 123456. Mật khẩu mới phải gồm 6 chữ số. Số chủ xe sẽ nhận được tin nhắn thông báo kích hoạt thành công và là số điện thoại duy nhất có thể điều khiển được thiết bị. Smart Moto, người bạn trên mọi hành trình.